Trong không khí ấm áp, phấn khởi nhân dịp Tết đến xuân về, sáng ngày 8 tháng 1 tại Hà Nội, Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố tổ chức chương trình tiếp xúc đại biểu trí thức, tướng lĩnh, báo chí, văn nghệ sĩ, doanh nhân Hội đồng Hương thành phố Hải Phòng tại thành phố Hà Nội. Đến dự về phía Hội đồng hương thành phố Hải Phòng tại thành phố Hà Nội có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Nguyễn Kim Sơn, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Nguyễn Hoàng Anh, Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp cùng các đồng chí Lê Hải Bình, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Lê Thị Thu Hoàng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo các ban, bộ ngành Trung ương, các trí thức, tướng lĩnh, báo chí, văn nghệ sĩ, doanh nhân tiêu biểu là hội viên Hội đồng hương Hải Phòng. Về phía lãnh đạo thành phố có các đồng chí Trần Lưu Quang, Quang, ủy viên trung ương đảng phó thủ tướng chính phủ trưởng đoàn đại biểu quốc hội hải phòng đỗ mạnh hiến phó bí thư thường trực thành ủy điều hành hoạt động đảng bộ thành phố phạm văn lập chủ tịch hội đồng nhân dân thành phố cao xuân liên chủ tịch ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam thành phố lê anh quân phó chủ tịch thường trực ủy ban nhân dân thành phố hoàng minh cường phó chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố trong không khí xúc động của chương trình gặp mặt tiếp xúc, đồng chí Trần Lưu Quang, Phó Thủ tướng Chính phủ bày tỏ tình cảm yêu quý gắn bó với Hải Phòng, mặc dù thời gian công tác tại thành phố cảng chưa nhiều. Về các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh của thành phố Hải Phòng năm 2022, đồng chí khẳng định một lần nữa xin thay mặt lãnh đạo thành phố kính mong luôn luôn nhận được sự quan tâm, chia sẻ, động viên của tất cả những người con Hải Phòng ở Hà Nội và các vùng miền khác của đất nước kể cả nước ngoài để hải phòng chúng ta vẫn giữ được hình ảnh vẫn giữ được truyền thống và vẫn là niềm tự hào của tất cả những người dân hải phòng ngoài chú trọng phát triển kinh tế xã hội với các thành tích đạt được lãnh đạo thành phố tập trung cao lãnh đạo chỉ đạo đồng bộ công tác xây dựng đảng nâng cao đời sống của người dân xử lý một số vụ việc tồn động từ đó tạo niềm tin của đội ngũ cán bộ thành phố cũng như sự đoàn kết nhất trí trong toàn đảng bộ Phát biểu tại chương trình, Trung tướng Trần Bá Thiều, trưởng ban liên lạc Hội đồng hương Hải Phòng tại thành phố Hà Nội, trân trọng cảm ơn tình cảm nồng ấm cũng như sự quan tâm tạo điều kiện thuận lợi của các đồng chí lãnh đạo thành phố, nhất là động viên bà con đồng hương nỗ lực phấn đấu làm dạng danh truyền thống vẻ vang của người Hải Phòng. Điều đó thể hiện chính sách nhất quán của lãnh đạo thành phố luôn quan tâm, thu hút và trọng dụng hiện tài, một trong những quyết sách quan trọng để phát huy nguồn lực con người trong xây dựng và phát triển thành phố. Nhân dịp này, Hội đồng Hương Hải Phòng tại thành phố Hà Nội vinh danh 13 trí thức, tướng lĩnh, báo chí, văn nghệ sĩ, doanh nhân tiêu biểu